Tấn Tài, Rafael Sơn, Lý Công Hoàng Anh. Cú gạt bóng vừa rồi là của Henrio. Tiếp tục là cầu thủ Bình Định. Dứt điểm. Không vào. Pha phối hợp đẹp bắt đầu tiên của đội khách Tô Bè Lê Bình Định. Thủ môn Dương Quang Tuấn vừa phải trổ tài. Cú sửa bóng của Trần Minh Linh ở tầm vừa đủ để cho cú banh người của Dương Quang Tuấn vẫn có thể phát huy được tác dụng. Phút thứ 20 của trận đấu và Bình Định vừa có được cơ hội đáng kể đầu tiên. Như vậy là tỷ số đã được mở cho Top Bay Bình Định, đó là Rafael Sơn. Cú đệm bóng ở cự ly rất gần đã giúp cho Rafael Sơn có được bàn thắng mở điểm cho đội khách. Trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 2, bàn thắng đầu tiên của Top Bay Bình Định ở mùa giải này cũng được thực hiện sau một tình huống đá phạt góc. Và nó cũng là tình huống đá phạt góc ngay sau một pha phối hợp đẹp của họ trước đó. Trên sân Vinh, Henrio là người đã tạo ra một cú đá có thể nói là đẹp mắt, khiến cho thủ môn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An phải đẩy bóng chịu phạt góc. Để rồi ngay sau đó thì ở tình huống phạt góc tiếp theo, Top Bay Bình Định có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này, cũng với pha chạm bóng trong khu 16m50 của Rafael Sơn. Người treo bóng là Henrio. Bóng đã chạm đầu của Jemel Linh trước khi đến với vị trí của Rafael Sơn. Pha chế bóng cố định có thể nói là chính xác của cao thủ Top Bình Định, và Rafael Sơn đã có được bàn thắng thứ hai của mình ở mùa giải này. Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app OnSport TV.